Xin chào các bác, đây là game DCS War. Hôm nay mình sẽ thử một trận không chiến giữa hai loại máy bay tính năng tương đương là MiG-21 và F-5. Chiếc MiG-21 của không quân Việt Nam mang số hiệu 5121. Đối thủ là chiếc F-5 mang cờ hiệu của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiếc F-5 đang phóng tên lửa AIM-9P, giống như tên lửa R-13 của MiG-21. Tên lửa AIM-9P cũng chỉ sử dụng hiệu quả khi tấn công từ phía sau của máy bay địch. Trong trận không chiến này, cả hai chiếc máy bay đều do AI điều khiển. Mình chỉ đóng vai trò quan sát và ghi lại trận chiến. Cả F-5 và MiG-21 đều là những máy bay hạng nhẹ, giá thành rẻ. Mỹ và Liên Xô sản xuất với mục đích xuất khẩu. Chiếc MiG-21 cũng bắn hết hai quả tên lửa không đối không nhưng cũng không hiệu quả. Bây giờ hai chiếc máy bay sẽ bước vào một trận không chiến quần vòng dùng súng như thời Thế chiến 2. Kết quả của trận không chiến sẽ phụ thuộc rất lớn vào tính năng của hai loại máy bay. Thực tế chưa ghi nhận một trận không chiến giữa MiG-21 của không quân Việt Nam với F-5 của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Đơn giản là vì không có điều kiện để một trận không chiến như vậy xảy ra. Khi Mỹ chưa rút quân thì nhiệm vụ yểm trợ các máy bay ném bom ra miền Bắc sẽ do các loại máy bay hiện đại hơn của Mỹ như là F-4 đảm nhận. Còn khi Mỹ đã rút quân, Việt Nam Cộng Hòa rơi vào thế thủ và MiG-21 của không quân Việt Nam do tầm bay ngắn không phù hợp thực hiện các nhiệm vụ ở miền Nam. Do vậy, hai loại máy bay này đã không chạm trán với nhau trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, MiG-21 của không quân Việt Nam đã từng chạm trán với F-5E của không quân Thái Lan. Đó là khi các máy bay MiG-21 yểm trợ các máy bay cường kích truy quét toàn quân Khmer Đỏ ở sát biên giới Thái Lan. Lực lượng Pol Pot đã kêu gọi sự yểm trợ từ phía Thái Lan. Những cuộc va chạm đường không ở biên giới Thái Lan hầu như không có thông tin. Tuy nhiên, phương Tây tin rằng không quân Thái Lan sử dụng F-5E đã phải đối đầu với MiG-21 và kết quả của các cuộc đối đầu đó đã khiến Thái Lan hoảng hốt. Bangkok đã phải khẩn cấp đặt mua thêm 12 máy bay F-16 của Mỹ. Một số nguồn tin cho biết Thái Lan đã mất 7 chiếc F-5E trong khi MiG-21 của Việt Nam không có tổn thất. Kết quả này cũng dễ hiểu bởi tính năng kỹ chiến thuật của hai loại máy bay này được cho là tương đương, trong khi vào thời điểm đó, kinh nghiệm của phi công Việt Nam lại dày dặn hơn hẳn. Hai chiếc máy bay vẫn đang cố chiếm lấy vị trí có lợi để khai hỏa. MiG-21 có lợi thế ở vận tốc cực đại và tốc độ leo cao. Tuy nhiên, bán kính tác chiến của MiG-21 chỉ khoảng 500 km, khi bán kính tác chiến của F-5 lên tới 1.400 km. Nếu cứ tiếp tục quần vòng như thế này, MiG-21 sẽ hết nhiên liệu trước và phải bỏ cuộc. MiG-21 cũng rất khó điều khiển khi thực hiện quần vòng. Đó là do MiG-21 được sinh ra là máy bay đánh chặn tốc độ cao, tiếp cận tiêu diệt các tốp máy bay ném bom ở góc có lợi nhất rồi rút ngay trước khi các máy bay hộ tống kịp phản ứng. Trong khi đó, F-5 tuy là máy bay hạng nhẹ, giá rẻ, nhưng lại đa năng hơn. F-5 cũng có hệ thống điện tử tiên tiến hơn, và đặc biệt ưu thế hơn MiG-21 ở khả năng tác chiến trên biển. Chiếc MiG-21 đang cố vòng sau đuôi F-5. Bụt mất rồi. Bây giờ đến lượt chiếc F-5 chiếm vị trí tối ưu hơn.
F5 đã khai hỏa. Một phát bắn chính xác. Chiếc MiG-21 đang bốc cháy và lao xuống. Có thể chiếc MiG-21 đã mất vận tốc sau khi cố đuổi theo chiếc F5 nên nó đã bị đối thủ tóm được. Trận chiến giữa hai loại máy bay do AI điều khiển, F5 đã giành chiến thắng trước MiG-21. Bây giờ mình sẽ thử lái MiG-21 để đối đầu với F5. Đầu dò hồng ngoại của tên lửa R-13 đã bắt được mục tiêu. Tuy nhiên tấn công từ bán cầu trước hầu như không có hiệu quả. Mình sẽ vòng lại để tìm chiếc F5. Chiếc MiG-21 khá là nặng nề khi quay vòng. Nó quả thật không thích hợp với không chiến quần vòng. Không thấy chiếc F5 đâu cả. Máy bay của mình đã bị dính đạn. Chưa kịp thấy máy bay địch ở đâu đã bị bắn trúng. Mình sẽ thử lại xem sao. Quan sát kỹ để tìm kiếm máy bay địch. Đã thấy chiếc F5. Phải bám theo ngay. Nếu bị mất dấu, máy bay địch sẽ rất khó để tìm thấy lại. Mục tiêu như một chấm nhỏ, hòa lẫn vào nền trời, nền đất, rất khó quan sát thấy. Mình đang ở vị trí có lợi, không để cho nó thoát. Rất khó để ngắm bắn chính xác. Chiếc MiG-21 đang mất vận tốc, tròng trành, rất khó điều khiển. Máy bay địch đang mất vận tốc khi leo cao. Cơ hội tốt, khai hỏa. Mình đã bắn chính xác. Chiếc F5 đã bốc cháy và vỡ tan. M121 là số hiệu của chiếc MiG-21 mà phi công Phạm Tuân đã dùng để bắn hạ B-52. Bây giờ mình sẽ thử dùng tên lửa trên MiG-21 để bắn hạ chiếc F-5. Để làm được điều đó, mình vẫn phải vòng ra đằng sau máy bay địch.
loại tên lửa R-13 của MiG-21 khá là lạc hậu. Các loại tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại đời mới bây giờ như R-60, R-73 có thể tấn công từ bán cầu trước. Chiếc F-5 đây rồi. Chiếc MiG-21 rất khó điều khiển, nên mình phải để AI điều khiển chiếc F-5 ở mức cơ bản. Nếu để ở mức cao, mình không thể tóm được đuôi của nó. Đã vào vị trí tối ưu để phóng tên lửa. Khai hỏa. Tên lửa đã trúng đích, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Chiếc F5 đang lao xuống biển. Ngoài quan sát máy bay địch, suýt nữa máy bay của mình cũng lao xuống biển. Để chứng tỏ khả năng không chiến quần vòng của MiG-21 khá là tệ, mình sẽ dùng MiG-29 để đối đầu với F-5. AI điều khiển F-5 được đặt ở mức cao. Đã khóa được chiếc F5. Khai hỏa tên lửa. Chiếc F5 đã dính tên lửa và đang bốc cháy. Các bác có thể thấy, với MiG-29 mình khá dễ dàng để bắt được mục tiêu F5. Chiếc MiG-29 có độ cơ động rất tốt và hệ thống quang học tích hợp với mũ phi công giúp cho việc khóa mục tiêu dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ thử dùng pháo trên MiG-29 để đối đầu với chiếc F-5. Vòng lại để tìm mục tiêu. Tiếp tục dùng kính ngắm trên mũ phi công để khóa mục tiêu. Đã khóa được chiếc F-5. Có thể thấy MiG-29 tối ưu cho không chiến quần vòng hơn MiG-21 nhiều. MiG-29 cơ động rất tốt ở tốc độ thấp. Khai hỏa. Máy bay địch đã bị bắn cháy bằng pháo của MiG-29. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.